Vân rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Người Việt Hàng Việt. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian vừa qua có nhiều vụ ngộ độc thực phẩm liên tiếp xảy ra, đã trở thành một hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm, gây nguy hại đến sức khỏe con người và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống. Đặc biệt là trong những ngày tháng cuối năm giáp Tết thì vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với mỗi người dân càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trước thực trạng đó thì có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất thực phẩm tại Việt Nam đã chủ động đầu tư công nghệ, cải tiến dây chuyền sản xuất hiện đại để tạo ra những thực phẩm sạch, chất lượng đảm bảo, an toàn, khẳng định vị thế của mình ngay tại thị trường nội địa. Đó cũng chính là nội dung chính của chương trình ngày hôm nay sẽ được gửi đến tất cả quý vị và các bạn trong chuyên mục Câu chuyện Hàng Việt. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung của chuyên mục Chuyển động thị trường. Theo kết quả điều tra của các chuyên gia kinh tế, Hà Nội đã chiếm tỷ trọng tới 83,97% trong quyết định chọn mua của người tiêu dùng, với điểm chất lượng tăng dần trong 3 năm qua. Từ kết quả cuộc điều tra hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2010 đã phản ánh thực lực của những doanh nghiệp có sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá có chất lượng. Ba nhân tố chính giúp hàng Việt Nam được người tiêu dùng quan tâm tới chất lượng chọn mua là sự phát triển của doanh nghiệp, những chuyển biến về chất lượng, mẫu mã của sản phẩm và sự thay đổi trong hành vi mua sắm tiêu dùng của người Việt Nam. Những cái sản phẩm mà do Việt Nam sản xuất á, chị thường chọn á, đầu tiên là cái logo là hàng Việt Nam chất lượng cao, là chị tin tưởng là chắc chắn là nó sẽ tốt. Mình thấy mình dùng hàng Việt Nam thì mình yên tâm hơn, còn dùng hàng nước ngoài thì mình nhiều khi mình không yên tâm. Thì nói chung mình người Việt Nam, mình dùng hàng Việt Nam thì nó hay hơn. Về tổng quát, tỷ trọng Hà Nội sụt giảm năm 2008 và tăng trở lại vào năm 2009 khi nhập siêu bị hạn chế. Năm 2008, Việt Nam đã nhập siêu kỷ lục trên 18 tỷ đô la Mỹ và năm 2009 nhập siêu đã được hạn chế ở mức 12 tỷ đô la Mỹ. Mối lo ngại về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với hàng hóa Trung Quốc và một số nước khác cũng như hàng giảm giá nhập khẩu từ các nước bị khủng hoảng kinh tế là một nhân tố giúp cho hàng Việt Nam được lựa chọn nhiều. Thì bản thân tôi thì tôi cũng đã dùng hàng Việt Nam, vì hàng Việt Nam á, khi mua nó tôi còn có biết được cái nguồn gốc, cái nhà sản xuất, cái cơ sở, thì đã, nếu có chuyện gì thì tôi còn có thể được, còn hàng ngoại có những cái tôi không biết được cái nguồn gốc của nó như thế nào, thế là tôi không. Đáng chú ý là ở khâu phân phối, Hà Nội mạnh hơn không hẳn vì những nỗ lực bán hàng của doanh nghiệp, mà có phần vì năm 2009 hàng ngoại bị hạn chế nhập khẩu nên người tiêu dùng khó tìm mua hơn. Về giá, tỷ giá tăng đã khiến hàng nhập khẩu đắt đỏ hơn. Nhược điểm cố hữu của Hà Nội vẫn là thương hiệu chưa được nhận biết rộng rãi, khả năng thiết kế, sáng tạo kém nên nghèo nàn về mẫu mã, kỹ năng tiếp thị còn hạn chế nên hiệu quả khuyến mãi chưa cao. Theo đà suy giảm kinh tế những tháng cuối năm 2008, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước quý 1 năm 2009 chỉ đạt 3,14%, là quý có tốc độ tăng thấp nhất trong nhiều năm gần đây. Nhưng quý 2, quý 3 và quý 4 của năm 2009, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước đã nâng dần lên lần lượt là 4,46%, 6,04% và 6,9%. Tính chung cả năm 2009, tổng sản phẩm trong nước GDP tăng 5,32%, bao gồm khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,83%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,52%, khu vực dịch vụ tăng 6,63%. Theo nhận định của Tổng cục Thống kê, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu, nền kinh tế nước ta đạt được thành công kép, vừa tăng trưởng tương đối khá, vừa duy trì được mức độ lạm phát không cao là thành công lớn trong chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dù giá nông sản xuất khẩu thấp nhưng nhờ gia tăng khối lượng nên năm nay giá trị kim ngạch xuất khẩu vẫn đạt 15,4 tỷ đô la Mỹ, vượt chỉ tiêu kế hoạch là 14 tỷ đô la Mỹ. Riêng xuất khẩu gạo đạt mức kỷ lục 6 triệu tấn với kim ngạch gần 2,7 tỷ đô la Mỹ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Chuyển động thị trường, và tiếp theo sau đây sẽ là chuyên mục Kết nối cộng đồng. Quý vị thấy chiếc CD mà Vân đang cầm trên tay này như thế nào ạ? Theo Vân thì đây là một chiếc CD được thiết kế rất đẹp về mặt hình ảnh, cách bố trí và cả màu sắc nữa. Bật mí với quý vị và các bạn, đây cũng chính là một sản phẩm được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam. Thưa quý vị, với một sản phẩm được thiết kế công phu như thế này, nhưng giá thành thì lại rất phải chăng đối với túi tiền của tất cả chúng ta. Tuy nhiên, trên thực tế thì vẫn còn có một số người tiêu dùng không lựa chọn những sản phẩm băng đĩa chính hãng. Và đây cũng chính là một thực trạng rất đáng buồn. Chuyên mục Kết nối cộng đồng kỳ này sẽ là ý kiến của người tiêu dùng về các sản phẩm băng đĩa chính hãng tại Việt Nam.
nghe cái âm thanh chất lượng hơn, cái hình ảnh thì rõ hơn. Còn đĩa chép thì nhiều khi là về là một lần hai lần rồi mình không có giữ được lâu. Đĩa gốc thì thứ nhất là cái hình dáng nè, cái màu sắc rất là đẹp, rồi em có thể trưng ở trên kệ trong nhà, rồi một vật trang trí cũng rất là đẹp nè. Em cũng xài qua đĩa bình thường ở ngoài rồi, có một số đĩa là về bỏ vô một hai lần là sau đó là em không còn nghe được nữa, mặc dù những cái bài đó em thích thì em không nghe được nữa, với lại một phần thì âm thanh nó không có hay cho lắm, cho nên em chỉ đơn giản là như vậy thì em chọn bằng đĩa gốc thôi. Có một số đĩa cũng tương đối thì mình chọn những cái đĩa nào hay, nhưng mà những cái đĩa mà giá cao thì thường là cái mẫu mã nó là thiết kế rất là lạ mắt. Giá cả là em nghĩ là cũng bình thường, không có quá mắc so với đĩa mà với cái giá những cái gì mà họ đầu tư để họ làm. Tuy là giá cả hơi cao nhưng mà tiền nào của nấy mà. Với cái ca sĩ mà mình thích với lại chất lượng nó tốt thì em nghĩ nó cũng đáng để em mua một bỏ nhiều tiền để mua một cái đĩa như vậy. Cái chênh lệch về cái giá giữa dĩa gốc và dĩa sao chép cũng không có nhiều. Thì tôi nghĩ là người tiêu dùng là nên lựa cái băng dĩa gốc của chính hãng. Em thấy trên thị trường á, các cửa hàng đĩa chép á, người ta bán rất là tự do, nên không có một cái chức năng quản lý nào để mà quản lý cái đĩa chép ở ngoài hết. Nên em nghĩ là các hãng băng đĩa đó phải hợp tác với nhau để giải quyết cái vấn đề này. Tất cả mọi người nên là sử dụng là hàng chất lượng cao. Thì mọi người cùng nhau, ví dụ mà mình sử dụng đĩa gốc nhiều một chút thì băng đĩa lậu nó có thể giảm bớt đi cái lượng băng đĩa lậu á. Mình cũng vì tốt cho mình thôi, mình xài băng đĩa gốc thì nó tốt về chất lượng này kia thì cũng lợi cho mình. Tôi nghĩ là cái chất lượng của cái đĩa trắng mà Việt Nam đang làm hiện nay cũng là được các hãng băng đĩa quan tâm sản xuất cái đĩa chất lượng cao đấy ở trong nước, đĩa trắng cũng nói là quan tâm đến cái phần đó. Thế và đó cũng là một trong những cái phương thức cho cái sản phẩm băng đĩa nó ngày càng có chất lượng hơn với tư cách là một cái sản phẩm Việt Nam. Chị nói về cái chất lượng đĩa và bìa rồi đó, ở Việt Nam bây giờ làm rất là tốt. Đó, hiện giờ ở Việt Nam các cái nhà máy sản xuất đĩa đã công nghiệp rồi, cái chất lượng đĩa mình sản xuất ra trong nước không có, so với nước ngoài cũng không có gì khác gì hết. Nói chung là chất lượng mình bảo đảm. Chỉ trừ những cái băng đĩa chép thì họ chép lậu thì họ chép qua cái dạng vi tính đó. Nghe một hai lần thì nó trầy xước rồi cuối cùng nó kén máy người ta nghe cũng được. Chứ còn hầu hết cái chất lượng đĩa làm trong nước hiện nay là một chất lượng tốt. Mình phải rất là khuyến khích, mình phải rất là cổ vũ cái chất lượng băng đĩa Việt Nam đang ngày càng tốt hơn. Với một cái tư cách là muốn có một cái sản phẩm đĩa băng đĩa Việt Nam đó có thể từng bước sánh được với lại cái chất lượng băng đĩa của các nước. Nhưng mặt khác chúng ta phải hết sức phải quan tâm đến những cái giải pháp sao khắc phục tốt nhất cái tình trạng băng đĩa lậu đang làm tổn hại rất lớn đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh của những người sản xuất băng đĩa. Cái băng đĩa lậu hiện giờ nó vẫn là một tệ nạn mà hoành hành rất là cái nữa là các cái nhãn qua mạng, nhạc mạng. Tức là nhà sản xuất người ta mới phát hành buổi sáng là buổi chiều là tất cả các mạng đều tung nhãn. Nên đó là cái nhà sản xuất người ta gặp khó khăn rất là lớn trong vấn đề mà phát hành. Cái mong muốn của các nhà sản xuất, người Việt Nam mình sử dụng hàng của người Việt Nam, nếu mà mọi người tiêu dùng đều ủng hộ các cái hàng của các nhà sản xuất trong nước sản xuất ra với chất lượng như vậy thì chúng tôi tin tưởng rằng các nhà sản xuất sẽ cảm thấy được người Việt trong nước mình ủng hộ thì họ phải tự động họ kéo cái giá xuống để làm sao thị trường trong nước người ta chấp nhận được cái giá. Chúng tôi hy vọng rằng người tiêu dùng Việt Nam sẽ lựa chọn và ủng hộ nhiều hơn cho những sản phẩm băng đĩa chính hãng để góp phần thúc đẩy ngành sản xuất văn hóa phẩm tại Việt Nam sẽ phát triển mạnh hơn, đồng thời sẽ tạo được động lực và niềm khích lệ đối với những ai đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Hơn nữa, điều này còn góp phần đẩy lùi, tẩy chay những sản phẩm băng đĩa lậu kém cả về chất lượng lẫn nội dung đang hoành hành trên thị trường bấy lâu nay. Còn bây giờ, như đã giới thiệu ở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung của chuyên mục Câu chuyện hàng Việt. Quý vị và các bạn thân mến, vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề được quan tâm nhiều nhất trong thời gian vừa qua. Thực phẩm không đảm bảo được chất lượng không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của hàng triệu người mà còn ảnh hưởng đến nền kinh tế của quốc gia.
năm 2009 là năm xảy ra hàng loạt các vi phạm liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Mặc dù các cơ quan chức năng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn, tuy nhiên sự việc vẫn tái diễn ở một số cơ sở sản xuất nhỏ lẻ trên toàn quốc. Đứng trước thực trạng này, một số doanh nghiệp thực phẩm Việt Nam đã chủ động đầu tư công nghệ, trang thiết bị hiện đại nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng trên thị trường nội địa. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hiện có tới 400 các bệnh lây truyền qua thực phẩm không an toàn, chủ yếu là dịch tả, tiêu chảy, thương hàn, cúm. Vệ sinh an toàn thực phẩm đã được đặt lên hàng đầu nghị trình tại nhiều hội nghị y tế và sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Năm 2009 đánh dấu nhiều nỗ lực trong công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Số vụ ngộ độc thức ăn giảm nhiều so với năm 2008. Tuy nhiên, hàng loạt các vụ sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm mất vệ sinh bị phát hiện khiến chúng ta không khỏi rùng mình. Hàng chục tấn mỡ động vật ôi thiêu, bốc mùi hôi thối được chế thành mỡ nước, cung cấp cho các cơ sở chiên ngô, quẩy và hành khô. Chế biến nem chua từ bì heo thối, nước tinh khiết đóng bình nhiễm khuẩn. Năm 2009, các tỉnh kiểm tra 39.898 cơ sở, trong đó có 9.609 cơ sở không đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, chiếm 16,04%, đình chỉ hoạt động 48 cơ sở, 976 cơ sở phải tiêu hủy sản phẩm. Hiện nay chế biến thực phẩm ở Việt Nam là 70% cơ sở chế biến theo hình thức thủ công, an toàn vệ sinh thực phẩm chưa thực sự đảm bảo. Chi cục thú y thành phố Hồ Chí Minh cho biết có hơn 10% số mẫu thịt heo trong 500 mẫu lấy từ đầu năm đến nay dương tính với clenbuterol, một loại thuốc kích thích tăng trưởng cho heo nhưng có hại cho sức khỏe con người. Thực phẩm chế biến từ thịt heo thuộc vào danh sách hàng đầu cần kiểm chứng về độ an toàn vệ sinh thực phẩm sau khi sản xuất. Câu chuyện an toàn thực phẩm không chỉ dừng lại ở một số quốc gia mà đã trở thành vấn đề quan tâm của toàn cầu. Những bất cập trong việc quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của người dân. Một số doanh nghiệp đã từng làm mất lòng tin của người tiêu dùng, đứng trước thách thức thua lỗ ngay trên thị trường nội địa, giảm thị phần, thậm chí là bị đình chỉ hoạt động. Quý vị và các bạn thân mến, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người khi đặt sức khỏe lên hàng đầu, những năm gần đây, ngành thực phẩm Việt Nam đã tung ra thị trường nhiều loại thực phẩm đạt tiêu chuẩn về chất lượng, tạo lòng tin đối với người tiêu dùng. Nhiều loại thực phẩm mang thương hiệu Việt không chỉ đảm bảo về độ an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn hàm chứa chất dinh dưỡng cao, có lợi cho sức khỏe. Trước thực trạng báo động vệ sinh an toàn thực phẩm thời gian qua đã khiến người tiêu dùng có tâm lý lo sợ khi sử dụng thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm chế biến sẵn. Trong khi đó, ngành thực phẩm Việt Nam đã có nhiều doanh nghiệp đột phá về dây chuyền công nghệ, mang đến những sản phẩm đạt chuẩn chất lượng mà Bộ Y tế đưa ra. Chất lượng an toàn, đầy đủ những chất dinh dưỡng thiết yếu luôn là tiêu chí để người tiêu dùng lựa chọn. Hàng Việt Nam á, sản xuất nếu mà là hàng chất lượng cao á, thì đã đảm bảo chất lượng rồi. Còn những cái mặt hàng trôi nổi ngoài chợ thì em cũng không biết. Với cái thị trường Việt Nam như thế là đáp ứng rất là đầy đủ về cả lượng lẫn chất. Bên cạnh tiêu chí chất lượng, giá cả, để đáp ứng nhu cầu thực phẩm dinh dưỡng ngày càng cao của người tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp đã đề ra những quy định về hàm lượng dinh dưỡng cần thiết trong từng sản phẩm. Điển hình là nhiều loại xúc xích made in Việt Nam đang được bày bán ở hệ thống các siêu thị, các điểm bán lẻ, đảm bảo an toàn thực phẩm và chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ em. Thì thực ra là mình cũng vẫn hơi ngần ngại khi mà sử dụng sản phẩm chế biến sẵn của Việt Nam. Nhưng mà gần đây thì mình thấy cũng có những cái sản phẩm tốt của các công ty lớn. Cái chất lượng cũng được và cái đảm bảo được cái yêu cầu về an toàn thực phẩm. Ở đây chất lượng xúc xích của các sản phẩm thì nó dinh dưỡng và nó phù hợp với lại mình cảm thấy như vậy. Người tiêu dùng chỉ lựa chọn thực phẩm khi họ hoàn toàn tin tưởng chất lượng và an toàn vệ sinh. Những sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam đảm bảo được những tiêu chí đó đã nhận được sự ủng hộ của người tiêu dùng. Điều đó khẳng định, nếu doanh nghiệp biết cách đầu tư về công nghệ, máy móc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thì những sản phẩm họ sản xuất sẽ luôn nhận được sự ủng hộ từ người tiêu dùng. Câu chuyện về vệ sinh an toàn thực phẩm không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng mà còn là bài toán của nhiều doanh nghiệp. Để cạnh tranh với nhiều loại thực phẩm hiện đang có mặt trên thị trường cũng như tạo ra sự khác biệt về chất lượng, thì tiêu chí được các nhà sản xuất đặt ra hàng đầu đó là đảm bảo độ vệ sinh an toàn thực phẩm. Một nhà sản xuất chân chính luôn mong muốn mang đến những sản phẩm tốt nhất, an toàn nhất đến với người tiêu dùng. Để làm được điều đó, nhiều doanh nghiệp đã phải đầu tư công nghệ, trang thiết bị hiện đại để tạo ra những sản phẩm made in Việt Nam chất lượng an toàn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn dinh dưỡng Sài Gòn, Sài Gòn Nutrifood là một trong những doanh nghiệp đã làm được điều đó. Công ty trách nhiệm hữu hạn dinh dưỡng Sài Gòn, Sài Gòn Nutrifood là một trong số công ty thực phẩm đạt thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao trong thời gian vừa qua, trong khi nhiều doanh nghiệp thực phẩm đang lao đao, gặp khó khi sản phẩm của họ chưa đủ sức cạnh tranh và chưa lấy được lòng tin người tiêu dùng, thì cuối năm 2006, công ty trách nhiệm hữu hạn dinh dưỡng Sài Gòn đã đầu tư trang thiết bị hiện đại có xuất xứ từ Nhật Bản, tạo ra những thực phẩm sạch, an toàn, dinh dưỡng và tiện dụng. Các dòng sản phẩm mới như xúc xích tiệt trùng, đồ hộp đã từng bước ra đời, góp phần phong phú vào thực đơn của gia đình Việt Nam. Chất lượng đảm bảo, hàm lượng dinh dưỡng cao là lợi thế cạnh tranh của thực phẩm Sài Gòn Nutrifood với những loại thực phẩm không an toàn cũng như hàng ngoại nhập trên thị trường. Chúng tôi luôn tôn trọng cái tiêu chí về chất lượng và vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì trong 2 năm vừa qua thì công ty chúng tôi đã liên tục đạt được danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao và các giấy chứng nhận về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Cho nên vì thế người tiêu dùng có thể an tâm về sản phẩm của công ty thực phẩm dinh dưỡng Sài Gòn. Với cam kết kiên định về khâu chất lượng, cùng bí quyết công nghệ và chính sách giá cả hợp lý, trong giai đoạn 2007, công ty đã cho ra thị trường một chuỗi sản phẩm xúc xích tiệt trùng theo công nghệ của Nhật Bản do chuyên gia Nhật hướng dẫn và bàn giao công nghệ. Tuy nhiên, hương vị và khẩu vị đều là của Việt Nam. Xúc xích tiệt trùng là sản phẩm chủ lực của công ty dinh dưỡng Sài Gòn, đặc biệt an toàn với sức khỏe. Thành phần chính của xúc xích là thịt heo, tức protein, có khả năng cung cấp một lượng axit amin và năng lượng cho các hoạt động sống sinh hoạt hàng ngày. Xúc xích tiệt trùng của công ty Sài Gòn Nutrifood còn được bổ sung DHA, canxi, chất xơ, đặc biệt có lợi cho sức khỏe của trẻ nhỏ và người lớn. Công đoạn tiệt trùng sau khi nấu đạt yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm mà hương vị sản phẩm vẫn thơm ngon đậm đà. Với công nghệ này, những sản phẩm xúc xích của Sài Gòn Nutrifood đã chiếm được lòng tin nơi người tiêu dùng. Công nghệ màng phim PVDC thì do người Nhật chế tạo ra và nó có những cái đặc tính ưu việt như là nó chịu được nhiệt độ thanh trùng cao ở 121 độ C, là tiêu diệt được hoàn toàn vi sinh vật gây hại. Thứ hai là nó ngăn cản cái oxy và cái hơi bốc hơi nước, làm ngăn chặn cái tình trạng mất trọng lượng, màu sắc và giữ được cái hương vị cho sản phẩm. Cái thứ ba là nó có thể là có đặc tính co nhiệt, nó giúp cho cây xúc xích co lại cây xúc xích, tạo dáng đẹp cho cây xúc xích. Cái sản phẩm xúc xích tiệt trùng này được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, nhưng tuy nhiên thì đã được điều chỉnh theo cái hương vị và khẩu vị của người Việt Nam, cho nên là nó rất được ưa chuộng trên cái thị trường. Xác định thị trường nội địa là thị trường chủ lực, Sài Gòn Nutrifood đã không ngừng đầu tư trang thiết bị máy móc với dây chuyền sản xuất hiện đại, đem đến những sản phẩm đạt chuẩn chất lượng, đáp ứng mong muốn của người tiêu dùng trong nước. Bên cạnh đó, công ty cũng đã đầu tư cho chiến dịch marketing, quảng cáo thương hiệu sản phẩm. Những sản phẩm của Sài Gòn Nutrifood từ năm 2006 đến nay vẫn giữ được lòng tin của người tiêu dùng bởi sự tiện dụng, chất lượng, an toàn vệ sinh. Có thể nói, với dòng sản phẩm xúc xích tiệt trùng của công ty đã góp phần xóa đi định kiến về chất lượng thực phẩm của Việt Nam, để khi người tiêu dùng nhắc đến thực phẩm xuất xứ từ Việt Nam là nói đến thực phẩm xanh, sạch, an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Người Việt Hàng Việt kỳ này xin được khép lại tại đây. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ email ngườiviethangviet@sgtt.com.vn hoặc Ban Truyền hình Báo Sài Gòn Tiếp Thị, số 25 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 08 393 05473. Còn bây giờ thì Thanh Vân xin chào và hẹn gặp lại.